Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu vật ngữ pháp danh từ đi với IK, tính từ IOIO. Ngữ pháp này có nghĩa là N thì A, thì tính chất A đây là hiêng-yông-sa, tức là tính từ. Cái danh từ này, cái vật này hoặc người này có tính chất như thế này. Ngữ pháp này chúng ta sẽ được học vào trong bài 6 giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A. Mẫu câu này dùng khi đặt câu hỏi hoặc giải thích về tính chất hay trạng thái hiện tại của sự vật, sự việc, dùng trong tình huống thân mật, giao tiếp hàng ngày. Kết hợp với IOIO, tương tự như vậy. Hata thì chúng ta có Pukchap Hata thành Pukchap Heo, Chota thành Choayo, Sada thành Sayo, Masita thì thành Masisoyo. Ví dụ như là Hakkyoga Choayo, trường học thì tốt. Orenchiga Sayo, cam rẻ, cam thì rẻ. Kiri Pukchapheo, con đường thì đông đúc. Umchiki Masisoyo, món ăn này có ngon không? Trong tiếng Hàn, tính từ cũng vẫn được sử dụng đơn lập như động từ. Thường sử dụng IK cho chủ ngữ trong câu khi miêu tả. Khi diễn tả quá khứ, sử dụng hát ớt soyo. Ví dụ, 어제 날씨가 좋았어요. 영화가 재미있었어요. 네, 재미있었어요. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc seoul.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Suko hasotsumida. Bye bye.